Mở đầu là ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trưa nay 26 tháng 8 tại khu vực vòng xoay Cửa Lấp. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ. Trưa nay 26 tháng 8, một xe bồn chở xăng dầu lưu thông trên đường 3 tháng 2 theo hướng thành phố Vũng Tàu đi thành phố Bà Rịa. Khi đến vòng xoay Cửa Lấp phường 12 thì xảy ra va chạm với một xe gắn máy do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền về thành phố Vũng Tàu. Hậu quả, người đàn ông điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kim Trần Quốc Lâm, trú tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra của Công an thành phố Bà Rịa, với mục đích đem sổ đỏ giả đi thế chấp để kiếm tiền tiêu xài, Kim Trần Quốc Lâm đã vào một trang mạng xã hội Facebook đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có nội dung thông tin về một thửa đất tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Tuy nhiên, khi Lâm đem sổ đỏ giả này đến văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố để yêu cầu chứng thực, nhân viên phòng công chứng đã kiểm tra và phát hiện là giả nên trình báo cơ quan công an, mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại đây, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Bà Rịa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh này tiến hành dừng và khám xét một xe ô tô khách chạy theo hướng Bắc Nam do tài xế ngụ tại tỉnh Đồng Nai điều khiển. Qua đó phát hiện phương tiện đang chở gần 3.000 chai bia Heineken Corona nghi nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra phương tiện vận tải, tài xế cho biết đang vận chuyển 2.200 chai bia Heineken và 600 chai bia Corona từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Dương, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số hàng trên. Ngoài ra, toàn bộ số hàng hóa trên đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Phú Yên đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh và làm rõ theo quy định của pháp luật. Tối qua 25 tháng 8, trong ngõ 32 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của căn nhà cao tầng và có xu hướng cháy lan lên các tầng cao. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy vẫn có người trong nhà. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã lập tức liên hệ tới lực lượng chữa cháy cơ sở, công an khu vực và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của quận Tây Hồ. Chỉ ít phút sau, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được huy động tới hiện trường và triển khai công tác dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Sau một thời gian ngắn, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, khi lửa mới bùng phát, người dân đã chủ động chạy khỏi hiện trường đến nơi an toàn, đồng thời hô hoán có cháy để báo hiệu, nên giảm thiểu được thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, cùng với các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn toàn quốc, những phạm nhân ở trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam có tên trong danh sách được đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp Quốc khánh 2 tháng 9 đang rất háo hức, mong chờ giây phút được trở về làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Phạm nhân này phải trả giá cho tội đánh bạc với mức án 42 tháng tù. Những ngày tháng sau cánh cửa song sắt nhà giam cũng là quãng thời gian quý giá để chị nhìn nhận lại giá trị cuộc sống. Và giờ đây, khi biết mình có tên trong danh sách những phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, chị không khỏi bồi hồi xúc động. Bản thân em rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho bọn em được hưởng những sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Và em cũng tự hứa với bản thân, khi tái hòa nhập cộng đồng, nếu em trở về địa phương, em sẽ tiếp tục là một người công dân có ích cho xã hội và là một người con tốt trong gia đình. Và em hứa là sẽ không tái phạm. Theo danh sách đề nghị, dịp 2 tháng 9 năm 2024, trại tạm giam Công an Hà Nam có 12 trường hợp được xét đặc xá, 20 trường hợp được xét giảm án. Để chuẩn bị cho hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng dẫn dạy nghề cho các phạm nhân, với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại cuộc sống có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, nỗ lực phấn đấu là công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.
Bản tin trưa ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn, app BRT Go, TikTok TH Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin cộng tác cùng chúng tôi, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ. Quốc hội khóa 15 tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét công tác nhân sự. Giá cả hàng hóa tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn ổn định sau 2 tháng tăng lương cơ sở. Thị xã Phú Mỹ triển khai nhiều giải pháp hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe container. Trong phần tin thế giới, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, gây quỹ được 540 triệu đô la Mỹ. Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Pakistan khiến ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 8, tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra. Dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương. Trước khi tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 8, các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong thời gian một ngày, Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, đồng thời phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã xem xét thảo luận kỹ lưỡng và tiến hành bầu bổ sung một Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi tiếp công dân phường 5 thành phố Vũng Tàu. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cùng các phòng ban của thành phố. Tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện 11 hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể số 440-442 Trần Phú phản ánh. Hiện khu tập thể đang xuống cấp trầm trọng, kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ chỗ ở hoặc sửa chữa khu nhà tập thể, giúp người dân có chỗ ở ổn định. Người dân còn kiến nghị nhà nước nhanh chóng đầu tư nâng cấp tuyến đường vào trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, sớm bố trí nhà ở xã hội và thực hiện công tác đền bù đối với 3 hộ có đất thu hồi, hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ thuộc dự án nạo vét kênh Bến Đình. Trả lời ý kiến các hộ dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, đối với vấn đề hỗ trợ tiền thuê nhà, thành phố đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và đang chờ giải quyết. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng nhà ở xã hội trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến nội dung đường vào trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, hiện nay thành phố Vũng Tàu đang tập trung cho công tác đền bù đối với 10 hộ đang sinh sống trên khu đất này. Sau khi thực hiện xong, sẽ tiến hành triển khai xây dựng. Với các trường hợp, hộ dân sinh sống tại khu tập thể số 440-442 Trần Phú, thành phố Vũng Tàu sẽ rà soát lại và kiến nghị ngành chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị, mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới,
Nhưng nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đến nay, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã về đích chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Nguồn nhân lực cho đảng được bổ sung đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ. Ghi nhận về kết quả kết nạp đảng viên mới của huyện Đất Đỏ là nội dung được chuyển đến quý vị trong chương trình thời sự tối nay. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu giao chỉ tiêu cho huyện ủy Đất Đỏ phát triển 514 đảng viên, riêng năm 2024 phát triển 105 đảng viên. Trên cơ sở rà soát đánh giá tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị địa phương, Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ đã giao chỉ tiêu phát triển đảng viên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Quan tâm hơn nữa, kết nạp các đối tượng quần chúng là thanh niên, thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, thanh niên ưu tú, giáo viên các trường học, học sinh ở trung học phổ thông, trong tôn giáo và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện. Phát động các phong trào thi đua và thông qua đó chúng ta phát hiện lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên. Từ sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ huyện ủy Đất Đỏ, các chi đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, cách làm phù hợp với thực tế nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, từ đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trên giao, đảm bảo hiệu quả và chất lượng. Như tại thị trấn Phước Hải, nhờ đề ra những giải pháp tạo nguồn phù hợp, đến hết tháng 7 năm 2024, đảng bộ thị trấn đã kết nạp 26 trên 26 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu năm 2024, góp phần về đích sớm chỉ tiêu 110 phát triển đảng viên mới, cả nhiệm kỳ 2020-2025 vượt một chỉ tiêu đề ra. Đảng ủy cũng gắn cái trách nhiệm của ủy viên ban chấp hành đảng bộ phân công phụ trách địa bàn. Thì mỗi đồng chí ủy viên ban chấp hành chi bộ sẽ được phân công phụ trách các địa bàn khu phố cũng như là chi bộ, thì kết hợp cùng với cấp ủy chi bộ để chúng ta thực hiện tạo nguồn công tác phát triển đảng viên để thực hiện trong từng năm. Bên cạnh đó thì đảng ủy cũng đưa cái chỉ tiêu phát triển đảng viên vào là một trong những tiêu chí để chấm điểm cuối năm của chi bộ. Từ những cái giải pháp như thế thì trong nhiệm đến nay thì đảng ủy đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng tạo nguồn quần chúng ưu tú là học sinh chi bộ trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu và trường trung học phổ thông Dương Bạch Mai lập danh sách những đoàn viên ưu tú, học sinh xuất sắc trong học tập năng nổ trong các phong trào để phân công đảng viên là giáo viên chủ nhiệm, theo dõi giúp đỡ giáo dục hướng dẫn các em đến khi đảm bảo điều kiện lập hồ sơ, đề nghị chi bộ xem xét quyết định kết nạp vào đảng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chi bộ 2 trường đã kết nạp được 15 đảng viên là học sinh trong tổng số 25 đảng viên được kết nạp, vượt 25% chỉ tiêu huyện ủy giao nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ cũng đã phân công cho các đồng chí là đảng viên trực tiếp chủ nhiệm các cái lớp 12 để trong cái quá trình chủ nhiệm cũng như là các giáo viên bộ môn giảng dạy có thể theo dõi và phát hiện các đối tượng học sinh là học sinh ưu tú, vừa có đạo đức tốt, vừa có học lực xuất sắc để giới thiệu cho chi bộ tạo nguồn phát triển đảng viên. Triển khai đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo, từng bước gỡ nút thắt trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. 7 tháng năm 2024, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã kết nạp được 105 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay là 518, vượt 4 chỉ tiêu tỉnh ủy giao cả nhiệm kỳ. Thưa quý vị, nhằm tránh tình trạng trục lợi khi thực hiện đấu giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất sát với thực tế. Yêu cầu điều chỉnh bảng giá đất được Bộ Tài chính đưa ra dựa trên tình trạng một số địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá hiện hành đã ban hành theo Luật Đất đai 2013 để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Điều này dẫn tới có sự chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh và thị trường nhà ở bất động sản. Luật Đất đai 2024 quy định bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành được áp dụng hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân tỉnh được phép điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế giá đất tại địa phương. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cung cấp duyệt bản giá đất lần đầu để công bố. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình sửa đổi, bổ sung bản giá đất vào ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Thưa quý vị, việc phát triển khu công nghiệp sinh thái là xu hướng tất yếu, nhất là khi chính phủ ban hành Nghị định số 35 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong đó đã đưa ra các định nghĩa rõ hơn về khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao. Song, quá trình triển khai thực hiện khu công nghiệp sinh thái lại không hề dễ dàng vì còn thiếu nhiều cơ chế, chính sách. Để được công nhận là một khu công nghiệp sinh thái, trước hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải tham gia mô hình khu công nghiệp sinh thái, trong khi các doanh nghiệp không có kinh nghiệm, không hiểu được mô hình chuyển đổi này. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên liên kết hợp tác sản xuất để thực hiện các hoạt động cộng sinh công nghiệp cũng không hề dễ dàng. Chúng ta rất cần có một cái quy chuẩn và tiêu chuẩn về quy hoạch cái khu công nghiệp sinh thái là thế nào, do Bộ Xây dựng cũng phải hướng dẫn để chúng ta xây dựng. Rồi chẳng hạn như chúng ta cần rất cần những cái bộ quy chuẩn hoặc là tiêu chuẩn về chúng ta sử dụng lại chất thải để trở thành tài nguyên của chúng ta, ví dụ như sử dụng nước thải trở thành nước tưới cây. Hiện nay, hệ thống chính sách của nhà nước về lĩnh vực này vẫn chưa hoàn thiện, như chưa có chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đạt được chứng nhận doanh nghiệp sinh thái. Các văn bản dưới luật còn chồng chéo giữa các bộ ngành. Tất cả các luật về đầu tư này, luật môi trường này, luật quy hoạch này, luật đất đai này, nó chưa đồng bộ với nhau để có thể xây dựng được một cái hệ kinh tế tuần hoàn trong một khu công nghiệp. Cơ chế chính sách để khuyến khích cho các nhà đầu tư cũng như là các cái doanh nghiệp FDI hoặc DDI phải có một cái sự đồng bộ để họ có cảm hứng, để họ liên kết với nhau. Doanh nghiệp sống cộng sinh trong cái khu công nghiệp thì dẫn đến là sẽ thành công một cái khu công nghiệp sinh thái. Tiềm năng cộng sinh công nghiệp ở các khu công nghiệp Việt Nam là rất lớn, song trong tổng thể lại thiếu chính sách khuyến khích về tài chính và kinh tế cho doanh nghiệp thực hiện cộng sinh công nghiệp năng lượng tái tạo. Hay thủ tục đầu tư dự án năng lượng tái tạo còn phức tạp, thiếu chính sách hỗ trợ. Trong ngắn hạn thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan trong quá trình rà soát những quy định pháp lý, và chúng tôi có ý kiến góp ý cụ thể đối với cái việc sửa các quy định của pháp luật, ví dụ như sửa quy định pháp luật về môi trường, sửa các quy định về pháp luật về tài nguyên nước, thì chúng tôi cũng đang tiếp cận với các tổ chức tài chính rồi các quỹ tín dụng để tìm một cái luồng riêng cho những cái khoản mà doanh nghiệp muốn vay để đầu tư cải thiện cái hệ thống sản xuất cũng như là cải thiện cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp. Các địa phương và doanh nghiệp hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chính sách khuyến khích phát triển xanh, bù đắp lại chi phí cho các nhà phát triển trong quá trình hướng đến một khu công nghiệp sinh thái phù hợp với bối cảnh mới. Bởi đây là một xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp có thể đáp ứng được tiêu chuẩn mà thị trường quốc tế đã đề ra trong một sân chơi chung. Thưa quý vị, không chỉ là khu nghỉ dưỡng cao cấp khách sạn 5 sao duy nhất tại huyện Côn Đảo, Six Sense Côn Đảo còn là đơn vị áp dụng mô hình kinh doanh theo hướng tuần hoàn, phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. Chính vì thế, Six Sense Côn Đảo từng được tạp chí du lịch National Geographic Travelers của Mỹ đưa vào danh sách 25 khu nghỉ dưỡng sinh thái tốt nhất thế giới. Trong quá trình hoạt động, Six Sense Côn Đảo luôn hướng đến việc phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Tại khu resort này, tất cả đều nói không với túi ni lông và rác thải nhựa. Chúng em cố gắng sử dụng những cái sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, ví dụ như là gỗ, tre, nứa hay là túi vải như thế này để có thể giúp cho các sản phẩm mà mình sử dụng mà nó không có gây hại đến môi trường cũng như là sử dụng được lâu dài hơn. Tại khu nghỉ dưỡng này, các hoạt động sản xuất kinh doanh gần như khép kín. Trong đó, đơn vị dành hẳn một khu vực tái chế chất thải thành các sản phẩm hữu ích như nước tẩy rửa, xà bông, đồ lưu niệm để làm quà tặng hoặc bán cho du khách. Còn đây là hệ thống sản xuất nước tinh khiết đạt chuẩn RO tại khu nghỉ dưỡng này, sau đó đựng trong các chai thủy tinh như thế này. Nhờ vậy, mỗi năm, resort tiết giảm đến 10.000 chai nhựa. Nước em là nước tinh khiết, không có bù khoáng, nên bây giờ là em sẽ đo là cũng giống như đây.
làm ra là nó không lên độ nào, là nước đây nó cực kỳ sạch. Còn cái nước mà như là chưa xử lý á, là sẽ lên cũng tầm 190-200, là nước đó là chỉ rửa tay rửa mặt thôi. Từ nguồn nước thải đã qua xử lý cùng với phân bón hữu cơ được tận dụng từ chất thải sinh học thu gom trong quá trình nấu nướng tại nhà bếp sẽ được dùng cho việc tưới rau, trồng rau xanh trong khuôn viên của resort. Những cái chất thải mà của công ty họ ấy ra chút bế về thì chúng em lại qua một cái máy lọc, xong lọc lại xong rồi chúng em mới tưới lên những cái vườn này. Chúng em ăn vào trong người mình và ăn trong cả công ty hàng mấy trăm nhân viên nữa. Mình cũng phải biết làm là sao để cho giữ gìn cái sức khỏe của anh em trong công ty. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Seasense Côn Đảo đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo triển khai phục hồi và bảo tồn bãi đẻ của rùa biển tại bãi biển Đất Chốc trong khuôn viên của resort. Đây là mô hình đầu tiên về xã hội hóa công tác bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo. Sau hơn 5 năm triển khai, Seasense Côn Đảo đã cứu hộ được hơn 33.800 trứng rùa, thực hiện ấp nhân tạo và thả về biển có kiểm soát hơn 26.700 cá thể rùa con. Mô hình hợp tác này được các tổ chức quốc tế công nhận là sáng kiến tiêu biểu về xã hội hóa trong công tác bảo tồn rùa biển. Chúng tôi có thể giúp du khách nhận thức về tình hình môi trường sinh thái và du khách cũng sẽ biết được cách chúng tôi làm chương trình bảo tồn rùa biển như thế nào. Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho Côn Đảo nói chung và Seasense nói riêng. Sự thành công trong việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chiến lược kinh doanh tại Seasense Côn Đảo có thể được xem là hình mẫu để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện Côn Đảo tham khảo ứng dụng nhằm hướng tới mô hình kinh doanh xanh, tăng trưởng bền vững, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện thành công đề án ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, hàng hóa té nước theo mưa sau mỗi lần tăng lương hay tăng giá điện, giá xăng dầu như đã thành nếp. Nếu không tăng ngay thì cũng thường có độ trễ nhất định để tăng từ từ. Thế nhưng sau 2 tháng tính từ đợt tăng lương cơ sở ngày 1 tháng 7 năm 2024 vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, trên thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá cả hàng hóa vẫn tương đối ổn định. Ghi nhận tại các chợ đầu mối, chợ trung tâm ở thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa, từ đầu tháng 7 năm 2024, tức thời điểm lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng trên tháng, giá hàng hóa, lương thực, thực phẩm vẫn giữ nguyên so với trước. Thậm chí nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, nhiều tiểu thương còn giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Không thấy đối với đồ nó cũng ổn, nó không lên giá. Từ tháng 7 đến nay thì nguồn cung ổn định, giá cả thì cũng ổn định. Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngoài duy trì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% theo chỉ đạo của chính phủ từ ngày 1 tháng 7, các đơn vị còn liên tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá kích cầu tiêu dùng từ 5 đến 50%. Siêu thị thì là giá cả nó rất là ổn định, nó rất là hiếm khi tăng theo cái giá cả thị trường. Hơn nữa là cái chương trình khuyến mãi diễn ra rất là đều, rất là nhiều để cho mình có thể lựa chọn. Để thị trường tiếp tục ổn định, từ nay đến cuối năm 2024, các bộ ngành liên quan, nhất là ngành công thương, ngoài hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có kế hoạch dự trữ, tăng cường sản xuất để đảm bảo nguồn cung, còn tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về giá, kiểm soát các cơ sở kinh doanh nhằm kiểm soát nguồn hàng, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt đối với các mặt hàng như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh phối hợp với công ty cổ phần LTT tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho hơn 50 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động và người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh. Tham gia khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong thời gian 6 ngày, từ 26 tháng 8 đến 30 tháng 8, các học viên được triển khai các quy định, kiến thức xoay quanh chính sách xã hội, văn bản quy phạm pháp luật, chế độ bảo hộ và đảm bảo an toàn cho người lao động. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn các nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động, các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại và các phương pháp, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, nghiệp vụ tự kiểm tra, phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân,
các kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 280 cán bộ viên chức thư viện trên địa bàn tỉnh đã tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các sự kiện phát triển văn hóa đọc do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024. Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8, các cán bộ viên chức ngành thư viện trên địa bàn tỉnh được truyền đạt những kỹ năng về tổ chức sự kiện, kỹ năng viết chương trình, kịch bản tổ chức các sự kiện phát triển văn hóa đọc. Các đại biểu còn được cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới để đáp ứng việc xây dựng những chương trình, sự kiện phát triển văn hóa đọc tại các địa phương, cơ quan, trường học. Thưa quý vị, 7 tháng năm 2024, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 43 người, bị thương 51 người, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Đáng nói là nhiều vụ trong số này liên quan đến các loại xe tải, xe container. Đây là một vấn đề nan giải, buộc lực lượng chức năng địa phương phải đề ra giải pháp xử lý rốt ráo. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 8 năm 2024. Thời điểm trên, chiếc ô tô lưu thông từ xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ra quốc lộ 51. Khi đến khu vực gần núi Nhọn, giáp ranh giữa xã Tóc Tiên và phường Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, thì va chạm vào bên trái phía xe đầu kéo. Cú va chạm quá mạnh khiến bánh sau xe đầu kéo bị nổ, cabin ô tô bị hư hỏng hoàn toàn và tài xế tử vong tại chỗ. Đáng nói, những vụ tai nạn giao thông mà phương tiện đi sau đâm vào đuôi xe container phía trước xảy ra khá thường xuyên ở thị xã Phú Mỹ, cả lúc xe đang đậu cũng như lúc xe đang lưu thông trên đường. Một phần do tài xế đậu xe bên đường không thực hiện cảnh báo an toàn cho các phương tiện cùng chiều. Một phần do người điều khiển phía sau không chú ý quan sát. Mà thấy lúc này ở Phú Mỹ thì cũng xảy ra nhiều tai nạn. Chung là mình đậu thì nó không có cảnh báo thì nó cũng rất nguy hiểm. Xe cộ ban đêm thì rất nguy hiểm. Người phương tiện phía sau nó chạy đến nhiều khi va chạm, bò bẹt vô rất nguy hiểm. Trước thực trạng trên, Công an thị xã Phú Mỹ mới đây đã triển khai dán đề can phản quang phần đuôi đối với các xe container, xe tải để phòng ngừa tai nạn giao thông. Công an thị xã Phú Mỹ cũng đã cho tiến hành in các cái đề can phản quang và giúp tài xế dán lên phía sau đuôi xe. Thì cái này là cũng là một trong những cái yếu tố để mà đảm bảo cái cảnh báo về ban đêm đối với các phương tiện này khi mà dừng đỗ trên các tuyến đường trên trong khu công nghiệp khu Mỹ cũng như là khi lưu thông trên các tuyến đường khác. Thì ban đêm đồ này kia nó phản quang nó chỉ sáng. Theo thống kê của Công an thị xã Phú Mỹ, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, trên địa bàn thị xã xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 43 người, bị thương 51 người. Tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Đáng nói, nhiều vụ trong số này liên quan đến các loại xe tải, xe container. Trong khi đó, trên địa bàn thị xã lại tập trung nhiều khu công nghiệp và cụm cảng biển nước sâu, nên rất đông các loại xe này. Giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe container thời gian tới, ngoài đẩy mạnh tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các loại phương tiện tải trọng lớn, Công an thị xã Phú Mỹ sẽ tuyên truyền phổ biến để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ, trang bị các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. Thị xã Phú Mỹ tiếp tục kiến nghị với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có kế hoạch cải tạo tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông. Tiếp tục chương trình Thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, chỉ trong vòng hơn một tháng kể từ khi bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã gây quỹ được 540 triệu đô la Mỹ. Bà Harris khẳng định đây là số tiền lớn nhất được huy động trong mọi chiến dịch tranh cử Tổng thống. Đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, ngay trước bài phát biểu của bà hôm 22 tháng 8, số tiền quỹ huy động được đã vượt qua mốc 500 triệu đô la Mỹ, trong đó 82 triệu đô la Mỹ huy động được trong tuần diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Và ngay sau bài phát biểu, chỉ trong vài giờ, số tiền đã tăng vọt. Điều này cho thấy sự ủng hộ lớn của các thành viên đảng này đối với ứng cử viên mà họ lựa chọn.
Tuần trước, tạp chí Forbes cho biết số tiền gây quỹ trong tháng 7 của Harris kết hợp với Tổng thống Biden trước đó đã nâng tổng số tiền huy động được nhiều hơn gấp 4 lần so với ông Trump. Xung đột tại Trung Đông đang có nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa sau khi Israel tiến hành không kích nhiều địa điểm tại Liban, tuyên bố phá hủy hàng ngàn bệ phóng rocket của lực lượng Hezbollah và đánh chặn một đợt tấn công lớn. Trong khi đó, phong trào Hezbollah khẳng định vẫn có năng lực để tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Israel. Những thông tin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel và lực lượng Hezbollah hôm qua đã có lần giao tranh lớn nhất trong 10 tháng qua. Phía Israel cho biết đã triển khai khoảng 100 máy bay chiến đấu để tấn công hơn 270 mục tiêu. 90% trong số đó là hệ thống rocket tầm ngắn nhằm vào miền Bắc Israel nhằm đáp trả việc Hezbollah phóng hàng trăm rocket và thiết bị bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự của Israel. Về phần mình, lực lượng Hezbollah đã bác bỏ tuyên bố của Israel rằng đã có hàng ngàn bệ phóng rocket bị phá hủy. Thông báo cũng khẳng định chiến dịch tấn công của lực lượng này đã hoàn tất và thành công. Vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn tại Gaza đã kết thúc tại Cairo, Ai Cập mà không đạt được thỏa thuận nào, khi cả phong trào Hamas của Palestine và Israel đều không nhất trí với một số điều kiện do các bên trung gian đưa ra. Theo truyền thông Trung Đông, cả phái đoàn của Hamas và Israel đều đã rời Cairo ngay trong ngày 25 tháng 8 sau cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar trong khuôn khổ vòng đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ai Cập, Qatar cùng với Mỹ đã nỗ lực thúc đẩy các vòng đàm phán trong nhiều tháng qua nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, việc Israel kiên quyết duy trì sự hiện diện của quân đội nước này tại hành lang Philadelphia dài hơn 14 km dọc biên giới Ai Cập-Gaza đã trở thành một điểm bế tắc chính. Ai Cập đã tái khẳng định lập trường kiên định của nước này về việc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia và khu vực cửa khẩu biên giới Rafah phía Gaza. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ cách nhau vài giờ tại Pakistan ngày 25 tháng 8. Nhà chức trách cho biết cả hai chiếc xe đều bị rơi xuống khe núi, gây thương vong thảm khốc. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra khi một chiếc xe buýt chở những người Hồi giáo dòng Shia hành hương từ Iraq trở về bị rơi từ đường cao tốc xuống một khe núi ở tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Cảnh sát cho biết tài xế đã mất lái do phanh hỏng. Trong khi đó, vụ tai nạn thứ hai xảy ra sau đó vài giờ, khi một chiếc xe buýt rơi xuống một khe núi ở phía đông tỉnh Punjab, khiến 23 người thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời cho biết cần phải có máy móc hạng nặng để nâng chiếc xe bị nạn khỏi hẻm núi và tìm kiếm người mắc kẹt ở bên dưới.